chúc quý vị khán giả một tuần mới làm việc thật vui vẻ, thật thành công. Và hãy nhớ đón xem chương trình Trung Trương Vàng vào 21 giờ tối thứ hai hàng tuần. Và bây giờ xin được chào tạm biệt. Tôi không lo rơi vào trong lãng quên, mong được nhớ im sâu từng khoảnh khắc, nhớ nụ cười rạng rỡ trên đài cao.